Mình cùng lên núi ăn cơm. Tưởng mấy ông ngồi đây câu cá. Đẹp thế. Đó, mang con cào cào vứt lên nóc xe chạy. Stable on the curve, we move it. This guy is low on the ground, that's right. But you're not high on the ground, but you do just something like that. Usually the motor, yeah. Well, then I land there. Cool, cool. Cao, huh? Khúc này giống khúc cua ở đèo Hải Vân đấy.
Get on.